Hôm nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ thị xã Thái Hòa về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, kết quả sau một năm rưỡi triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Các đề án kết luận của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, chi bộ ở các khối, xóm bản và các doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những kết quả nổi bật của thị xã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thị xã Thái Hòa vẫn hoàn thành 29 trên 34 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Hiện nay 100% khối xóm trên địa bàn thị xã có đầy đủ các tổ chức cơ sở Đảng. Không có xóm có nguy cơ không còn chi bộ. Sau gần 3 năm thực hiện kết luận 189 về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thị xã đã thành lập thêm 5 tổ chức đảng, đạt 166% so với chỉ tiêu đề án và kết nạp 14 đảng viên. Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đại hội đảng bộ các cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, phát huy nội lực và tiềm năng lợi thế của vùng đất Phú Quỳ, tăng cường thu hút đầu tư để sớm đưa Thái Hòa trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030, là trung tâm dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Tây Bắc và Bắc Nghệ An. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách linh hoạt, đồng bộ để thực hiện các chương trình đề án trọng điểm trên địa bàn thị xã, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025. Có giải pháp cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả đề án số 01 và kết luận 189 về phát triển đảng viên và tổ chức đảng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong đảng, quản lý chặt chẽ biên chế, giải quyết tốt các tồn đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó vào sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã đi thực tế kiểm tra mô hình hỗ trợ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa xã Nghĩa Thuận, thăm cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ có quy mô 70 ha. Hiện đã thu hút được 13 dự án đầu tư, trong đó có nhà máy may mặc xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Tech hiện đang tạo việc làm cho khoảng 1.200 lao động, đã thành lập được chi bộ với 10 đảng viên. Tại phường Hòa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp đảng viên mới của chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Liên Thắng. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn đi kiểm tra thực tế tại khu đô thị Long Sơn và công trình đường N7, cầu Hiếu 2, thăm mô hình trồng khoai tây tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu.